Sawadee ka. Ừ đó các bạn, ừ là Sawadee ka cho tất cả các bạn đó. Ừ, chào mừng các bạn đi. Hello mọi người, lại là mình đấy, Jun nè. Hello mọi người, lại là mình đây, Unni nè. Ok, hello mọi người nha, lại là tôi tận vô luôn rồi mọi người. Hello mọi người nha. À ha, hello mọi người, Sun đây. Hello mọi người, lại là cá Quân đây. Bánh chín à, trời ơi, hôm qua tôi đang karaoke, tự nhiên anh Body anh kêu tôi vô đây quay clip chơi trò chơi hay lắm các bạn ơi, nhưng mà tôi không biết chỗ gì nha. Nhìn ra mà tôi sợ luôn đó trời. Ghê dữ vậy. Rồi chơi trò gì phổ biến đi trời. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ quay trở lại với trò chơi chốt tim nha mọi người ơi. Nhưng mà không phải riêng bao tem mà có các thành viên mới là mới đó. Thì địa điểm tụi tôi sẽ chốt đó chính là nơi chạm cứu hỏa nha mọi người. Ở đó thì bây giờ mình sẽ chọn nó xuất sắc, người nào lắc số nhỏ nhất người nó sẽ bị nha. Rồi bây giờ ai có xung phong lắc trước mà. Tôi. Ừ anh ơi, từ anh. Tôi quay nha, anh chuẩn bị nha. Một nút. Ba nút. Rồi anh qua đó đi. Rồi tới anh luôn đi, còn chờ gì nữa. Đây tôi nè. 2 3 giùm kỹ nha. Giùm. Đó. Trời ơi, ghê, anh chắc xị, chắc xị. Rồi tới anh Xu nha. Rồi lần này tôi 6 nút nữa nè các bạn ơi. Một anh đây. Rồi ba nữa qua kia đây đây. Rồi. Tôi. 6 nha, 6 nha. Rồi đó anh ơi. Tiên lượng anh sống rồi đó. Rồi xong. Ghê vậy. Đồng vợ đồng chồng vậy nha. Tôi. Tôi ba nút là đủ ăn rồi. Rồi mấy anh để cho chùm cuối lên tiếng nè. Chùm cuối chơi chùm cuối. Tôi ba nút. Một nút. Một. Trời ơi, ghê vậy. Rồi để tôi. Anh này bị. Tôi. Anh đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói mà. Đúng rồi anh ơi. Hợp lý rồi. Rồi bây giờ em sẽ núp ở đây, em đếm trong vòng gọi là 6 giây, mọi người đi trốn nha, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Okay. 2 3 chạy. Vô. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi trốn nha mọi người. Đó cầm này không thấy ghét ghê, hay đi theo quá. Đi ra nha. Bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ trốn. Tôi chắc chắn là tôi trốn chỗ này là không bao giờ mà ông kiếm được. Đó, mọi người thấy gì không? Tôi chỉ cần nằm xuống thôi là chắc chắn sẽ không có ai tìm được tôi. Ok mọi người, bây giờ tôi sẽ đi trốn các bạn. Thì cái này khu này ra lâu các bạn mà tôi chưa có vô lần nào, biết trốn ở đâu các bạn. Không biết chỗ nào trốn các bạn, chỉ tôi chỗ trốn các bạn. Ủa cái này vô không được hả? Ok á, cái chỗ đó giống được à. Cái chỗ đó cũng chỗ gọi là núp khá ok các bạn, nhưng mà không vô được rồi sao ta. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đúng không các bạn? Rồi tôi sẽ trốn này nha các bạn. Anh kia mong là anh không ăn gian nha. Anh không ăn gian là anh không thấy mình đó mọi người. Đó. Rồi trốn này sao thấy được. Rồi các bạn ơi, chắc là lần này mình sẽ đi lên tầng 2 nha. Mình nghĩ là tầng 1 này không có chỗ nào để trốn các bạn. Mình sẽ lên trên này xem là có chỗ nào để trốn không nha. Tôi chết rồi, tôi lại chạy lên trên này nha. Này bên này có mấy cái camera quan sát đồ này. Vì sao cái chuông nó cứ kêu hoài ta. Ok bây giờ là mình sẽ kiếm chỗ núp ở trong cái tàu nhà lính cứu hỏa này nha. Thì cái chỗ kia là mọi người biết không? Biết không chứ tôi cũng biết nha mọi người biết nha. Lần này chứ biết ấy. Núp bay lần nào cũng bị bắt à. Thêm anh nữa, anh nào vậy? Ha, anh Thanh là sao? Giờ tôi sẽ chạy theo anh này nha. Wow. Anh Thanh là sao ơi? Tôi theo anh này tôi báo với mọi người. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ núp trong này đi. Đó, mình sẽ lấy chiếc xe. Bây giờ mình sẽ rủ anh thôi. Gì ta, anh này anh báo ghê ta. Anh tính chở tôi đi đâu đây trời. Gì đó. Rồi. Ok, rồi. Mình tìm ra đường chỗ núp này nha. Ok, mình dưới vô sẽ núp đây nha các bạn ơi. Chắc anh không thấy đâu. Rồi, mình sẽ chốt chỗ này nha các bạn ơi. Đấy. Nếu mà anh bắt được mình á thì còn vui các bạn. Anh bắt được vui á thì còn mình nha các bạn. Đấy, kiểu như anh tưởng á là chỗ này chỉ có một người thôi các bạn, nhưng mà thực sự ra tới hai người luôn nha. Cái ông nội này ông đứng đây là bị phát hiện chung sao trời. Nó thấy tên kìa. Wow, ok, nói chung là tạm thời là mình sẽ núp ở đây nha. Nếu mà BD có lại bắt á là sẽ bắt anh hồi chứ là không phải là bắt mình. Đó, hiểu chưa? Vậy là 60 giây đã trôi qua nha mọi người ơi. Thì bây giờ chắc tới được Louis kiếm rồi. Nhưng mà khúc này tôi nói thiệt với các bạn một điều nha. Tôi là đệ tử thứ 200 của Conan nha các bạn. Tôi sẽ tìm ra những canh này xem thử anh núp ở đâu nha. Đầu tiên theo manh mối tôi thấy của anh Junpei anh kêu gì. Anh ra lại đi thấy tên là tôi biết anh ở đâu rồi đó. Thôi như tôi đi tìm trước các bạn nha. Cái anh này, cái anh Junpei nhìn như tôi thấy ghét lắm rồi. Ủa sao có chữ đi ngủ thôi vậy, ai vậy? Ê à, hello anh ơi. Ủa? Anh biết chơi game vậy? Ủa? Anh ơi, đang nấp sao lại có chữ đi ngủ này? Anh làm gì vậy? Anh định tạo bất ngờ hay gì vậy anh? Gọi anh mệt ra kia không anh biết ơi. Anh nào trong bụi cỏ không ta? Chờ, trong đó thiệt. Wait a minute. Who are you? Ủa? Tự nhiên mình ngủ. Ủa? 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 Ai vậy?
Tôi tưởng là nút kính đâu, nhưng mà tôi nghe anh kia nói chỗ nguy hiểm với an toàn với xe giống của tôi với ta. Trời ơi, tôi tưởng anh làm gì anh giác mình gì đây chứ, anh làm gì đây anh Toàn? Dạ, lúc gì cũng thấy nè ta, thầy ta. Anh coi chừng tôi với anh làm gì anh qua mặt tôi đó. Em rít. Con rít. Bạn ơi, tôi nghe tiếng thấy ai nói gì vậy bạn? Hay ai nói gì ta? Trên đây ta. Ủa, ai vậy? Nói lại lần nữa được không vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi, được phát hiện. Ủa? Ủa mấy này đâu mà sao tôi nghe kỹ á? Ủa anh Toàn, anh có nghe ai nói không anh Toàn? Có, anh có thấy camera, thấy quan sát thấy luôn đó. Ủa gì ghê vậy? Trên lầu nè, tôi trên lầu mà đố anh tìm được. Ủa gì vậy? Ở kênh nào đây? Hello, it's me. Tôi tàng hình nha. Tôi tàng hình nha, anh không có thấy tôi nha. Nhưng mà tôi thấy rồi anh. Tôi nghe tiếng đâu đó, mà có anh trên đất đất, anh Toàn sao ở đâu mà tôi nghe mang máng đâu ta? Có trong tủ không ta? Ủa alo, ủa. Chào em nha. Em ơi. Ủa em tàng hình rồi mà anh vẫn thấy em hả? Em ơi, hồi nãy có công kia cũng tàng hình đó rồi mà anh vẫn thấy ổng đó, còn em muốn tàng hình nó hay gì vậy? Nè anh nhìn em đi, em nhìn em giống có giống cái bình cứu hỏa không nè. Đi chang. Là giống dữ chưa? Thôi ở đó luôn nha em. Dạ các bạn ơi, thì bây giờ tôi chỉ cần đâu có bắt một người nữa thôi thì người kia sẽ win nha các bạn. Thì bây giờ người cuối cùng tôi bắt không sẽ biết là ai đây, liệu anh Thanh hay là Dung Đất sẽ win nha các bạn. Tôi đi hoài tôi không thấy anh nói ta. Hai anh ơi, hai anh có nghe tôi nói không vậy? Có nghe tiếng phát thanh lên anh ơi. Cha anh cũng chừng tôi tìm được anh mệt đấy nghe. Đố anh tìm được tôi ấy. Hai anh ơi. Ủa hai anh ở đâu vậy? Tôi chịu thua này, hai anh ở đâu vậy? Ủa? Anh biết chơi game không trời? Cái gì vậy trời? Ủa sao anh chui được như hay vậy? Anh bên đi anh, biết chơi game hả? Hai anh chui trong xe cảnh sát các bạn nhà. Xe cứu hỏa các bạn nhà. Tôi này thấy không? Thấy, đâu, bây giờ làm lại cho tôi vô chung với coi. Vô gì vậy? Đâu, anh trốn thôi coi, sao tôi không trốn được vậy? Vô chung à, đây, bây giờ anh đi xuống nha. Tính ra nó giảm tiếng này tự dàng mà anh thấy ta. Anh tưởng Uni không á? Đi cháy luôn á trời. Cái anh kia anh biết chơi game không vậy? Không, có thấy tên nhưng mà tưởng là Uni. Tại nãy em đứng cái anh á, xong rồi tự nhiên tôi thấy, ủa sao lúc đó lâu chứ tôi coi vụ gì. Vậy sau đó đấu đầu tiên trúng tiền của chúng ta đã tìm ra hai nhân vật chiến thắng, đó chính là anh Thanh và sao mà Zumbi các bạn à. Tôi thắng rồi mọi người, tôi thắng rồi. Quá vậy? Đúng vậy. Thì bây giờ tụi tôi sẽ đến round thứ hai nha các bạn ơi. Địa điểm lần này đó chính là toàn nhà Hakim nha các bạn. Rồi nãy tôi bị nha, bây giờ tới lượt mấy anh lắc xúc xắc kìa, ai nhỏ nút trước là bị nha. Ok. Ai xung phong à? Tôi. Rồi vậy. Rồi quay ra nè. Ai Bạch Chanh à, là số 6 nè. Vô. Đi. Rồi anh ra ngồi luôn lên đây. Lẹ lên đây. Tôi thằng đó. Cái anh áo đỏ, tôi thấy anh dễ thương quá cho nên anh Toàn quay anh. Vậy. Rồi tôi quay luôn rồi. 2 3. Trời ơi, thôi anh ngồi chung nhau hợp rồi đó. Rồi tới anh. Tôi. Anh vô đi anh. Lần này thì chắc chắn sẽ là số 6 nha. Trời ơi, thôi anh ngồi luôn anh đây, số 4. Nè các bạn gì nè, tôi quay phát nữa là nói chung là tôi cũng không làm cái ông đi tìm đâu. Trời ơi, gì 2 3 2 4 luôn hả? Rồi mời anh đi ngồi luôn nè. Rồi tôi đảm bảo luôn, một trong hai anh chị là sẽ bị đó nghe. Tôi nghi anh. Em hả? Em đi em. Anh này bị rồi. Đó. Trời ơi, thôi anh vui đây. Cha. Tôi thấy anh. Anh Jun đang ra số 6 rồi tôi. Anh có gì muốn nói không anh Jun? Hiện tại là số mấy là nhỏ nhất? Số 1 anh. Số 3. Trời ơi. Nè, anh nhìn cho kỹ này tôi mày trời, lật sĩ. Số 2 nè. Ôi. Mấy anh ơi cho hỏi nè. Tại vì có mình ở này số lạ nhất à, không mấy cho này bị luôn không? Đúng. Rồi vậy anh vui đây. Em quay đi, anh nói nhiều quá, em quay đi. Anh bị rồi anh vui. Rồi 60 giây cho mọi người, số nợ 2 triệu đồng bắt đầu. Vô. Cái này cái đi. Cái đi chị, cái đi. Đúng rồi. Cái đi càng nhanh càng tốt. Đây rồi mọi người ơi. Tôi trốn chỗ này là sao anh kia tìm cái tôi vậy mọi người, sao tìm được đúng không? Tôi sẽ nằm xuống nha các bạn. Đó, đây tôi nằm xuống nha. Đây đứng xích vô nha mấy ông, đứng xích vô mới được nha. Rồi, rồi làm sao mà thấy được? Dữ vậy. Trời ơi, lần này anh đi dẫn chơi khó quá, trong cái tòa nhà này cũng nhỏ lắm các bạn, không biết là trốn chỗ nào bây giờ này. Hồi nãy cái tòa kia nhỏ, tòa này còn nhỏ hơn nữa. Ước thì mình có cái bảng tên CEO để vào đây ha, xong mình đóng cửa lại được không ta? À, bà Bảo Ni còn có nè. Trời ơi. Đang định xin vào chung trời. Cái phòng này có gì ta? Chắc nhà mình lên trên đỉnh kia không ta? À, tôi còn pizza này. Tôi ăn thử xem sao nhá. Được rồi. Để tôi nhảy thử nha các bạn. Xoay điên cuồng luôn này. Ok, thì mình định là sẽ trốn ở trong này. Nhưng mà mình chợt nhận ra là nếu như mà trốn trong này á, thì ông Jun mà ổng có bản tên CEO, ổng sẽ vô là ổng thấy liền. Còn nếu như mà ổng không có thì sao mà ổng vô ổng kiếm mình được, đúng không mọi người? Nên là bây giờ mình sẽ trốn ở đây luôn. Mình
sẽ ngồi ở đây tới khi mà ông kiếm được mình thì thôi. Trời ơi mọi người, tôi bây giờ tôi không biết trốn đâu mọi người. Trời ơi, nãy tôi Mỹ tôi không biết chỗ nào, tôi chưa có kinh nghiệm mọi người à. Tôi xem chỗ nào Yumi chắc kiểu như là nếu mà cái góc này lên đúng không? Đây nè, nếu mà Yumi đi từ cái góc này lên thì chắc chắn cái tầm nhìn Yumi sẽ hướng về phía này nè. Và cái phía này chứ không bao giờ để phía trong đây này đó. Cho nên bây giờ tôi sẽ hóa trang thành một cái cây cho mọi người, một cái bụi cỏ và tôi núp đây cho mọi người. Đó cho mọi người ơi, trời ơi tôi nói thiệt, cái nhìn tôi tưởng cái cây không chứ đâu phải cái gì đâu các bạn, hợp lý luôn đúng không, chuẩn luôn các bạn nha. Ok tôi núp đây đi các bạn. Mình có nên trốn ở đây không nhảy? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất các bạn ơi. Nhưng mà mình nhảy á, Jun là kiểu gì, Jun cá tặc là hay làm biến các bạn. Đấy giống anh Body hồi nãy các bạn. Cho nên là mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào nó xa xa ấy các bạn. Rồi tôi quyết định là tôi lên đây tôi núp luôn nha các bạn. Rồi tôi nằm xuống. Chắc anh không biết đâu các bạn ơi. Trời bên kia có Oni nữa kìa, chắc con gì vậy ta. Trời nãy giờ tôi ngủ được một giấc rồi mà không biết mấy cái ông này xong chưa ta. Xong chưa mọi người ơi? Chưa. Xong rồi nha. Trời ơi bây giờ ai chưa tôi cũng đi kiếm luôn. Đó. Thì trong cái khu tòa nhà Hagin này nhà của tôi mà mọi người, nên là tôi rành lắm. Chắc chắn là ở dưới lầu này là không có ai đâu mọi người, chắc chắn luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến thẳng lên lầu nha. Ê, từ từ để mấy cái chỗ xung quanh này ạ. Bên này nhảy qua được không? Ê hình như là nhảy qua được hay sao á. Ui. Tí mọi người chắc là vậy là không được rồi. Bắt người ta bên đây có không? Gì vậy trời? Ủa? Anh Thơ? Gì vậy trời? Làm lúc gì cũng thấy nữa trời. Trời ơi, con cầm cái bản ít to nó thôi chịu vậy. Ý mọi người ơi, hình như tôi nghe nói là anh Hòa bị phát hiện. Đó, mọi người thấy gì không? Nè nè, ông sẽ dẫn anh Hòa đi xuống này nha. Mọi người coi nè. Không biết ông có thấy tôi không nữa. Trời ơi, đừng có thấy tôi nha. Đó, mọi người thấy vừa đó, ông nhìn tôi. Ý, ông không thấy. Hên quá à. Gì ta? Rồi anh đi xuống dưới nha. Một người làm ngụy trang, làm nhân viên hay gì? Trong này có ai không? Ê da. Trời ơi, anh này giấu tên kỹ ghê mọi người. Kìa thấy không ai là bắt đi thử nha. Trời ơi, anh xuân mọi người. Đố anh biết đó. Anh này biết trời. Không trời, anh chiều xuống vậy. Trời anh này hát rồi. Này anh giấu tên đỏ mà anh cũng thấy trời. Rồi tiếp đến là trong này. Ủa cái Quân làm gì vậy cái Quân? Anh này sao anh vào phòng này làm gì? Phòng này làm gì có chỗ trốn đâu mà anh cũng vào đây được. Thôi chịu anh này. Rồi đi xuống rồi nha. Bạn ơi. Vậy trong này không có ai rồi. Đi ra thôi. Ấy chà, bây giờ là mình sẽ đi xuống lầu nha. Nhưng mà không mọi người, mình sẽ đi lên lại. Đó, mình chạy qua phía bên đây. Thấy chưa, anh đang thì chát chậu cây dữ. Trời ơi. Nhìn cho anh tôi núp nãy gì vậy, sao vậy? Thôi chịu rồi. Tôi hồi nãy tôi bắt anh Hòa, tôi nhìn từ xe tôi thấy rồi. Thôi chịu rồi, do mấy anh này đưa cameraman tới thì tôi phát hiện dễ chị. Ê, nhưng mà anh lại tôi biểu gái. Chạy lên. Ủa gì vậy? Giờ cái phòng CEO này, ủa sao nó tự mở luôn vậy? Ừ, phòng tôi mà. Ủa? Thì tôi đóng rồi nha. Ê, nhóc, tôi đóng sao tìm trời? Ủa, vậy là dưới lầu không có, trên lầu cũng không có, giờ sao trời? Còn hai người nữa. Chỗ đó được, em trốn chỗ đó đó. Ê da. Anh Tòa. Gì trời? Ủa, chịu ơi, trời, nằm bên đây trời. Tôi nằm đi cũng thấy nữa trời. Ủa, vậy là còn baby unicorn hả? Ê, trong này nè. Ủa thôi chịu ơi, trời ơi mình nấp đây trời. Ủa? Hồi nãy anh Hòa bị bắt đây ở đây nè, xong cái em nín thở. Ổng không có nhìn vô đây, em nằm trong đây nè. Đâu em nằm lại rồi. Em nằm đây nè. Ôi chịu rồi. Nó ổn chết dở dưới chặt ổng nè. Nếu anh mà mình đi bắt anh Hòa. Mình đi từ cái con quay gì lên là mình sẽ thấy anh Hòa đầu tiên này bắt ổng nè. Thôi chịu rồi, bây giờ xong cái ổng chạy xuống. Nhưng mà tôi thấy anh Jun anh bắt dở rồi đấy. Ủa mà khóc gì vậy? Thì nói chung là trời. Sau vòng 2 thì Uni đã giành chiến thắng nha các bạn ơi. Nên chúng tôi sẽ khóc tiếp. Ủa? Dạ sao mình tôi khóc vậy? Ai có nhu cầu mua đích Blade Tukader giá rẻ, nhớ vô ngay shop của mình nha. Còn bây giờ cho tạm biệt tất cả các bạn. Annyeonghaseyo.